Lộc Hưng, tôi đã thấy. Tôi đã đến tận nơi, đã tận mắt nhìn thấy, tận tai nghe thấy tấn bi kịch mang tên Vườn Rau Lộc Hưng, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh. Đó là bi kịch của những con người thấp cổ bé họng, một lần nữa bị gạt ra bên lề xã hội. Một lần nữa thân phận của họ, cuộc đời của họ bị rẽ rúng. Một lần nữa họ bị phủ nhận cả quá khứ, bị cướp cả hiện tại và bị đánh cắp cả tương lai. Đó là bi kịch của chính quyền khi bộ phận thừa hành gạt bỏ quyền lợi chính đáng của người dân, mà lẽ ra trách nhiệm của họ phải là bảo vệ và phục vụ, để bây giờ, ít nhất trong vụ việc này, đang bị gọi là Phường Thảo Khấu. Tôi cũng đã cầm trong tay tất cả những tài liệu cho thấy đất Vườn Rau Lộc Hưng đã được người dân sử dụng suốt từ mấy chục năm qua, đời này qua đời khác. Đó là tài sản, là gốc gác gia đình, là yêu thương và máu mủ. Người dân đã thực hiện đóng thuế từ năm 1976 đến 1999. Cho đến khi họ xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, thì chính quyền Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh không chịu cấp và từ năm 2000 thì ngưng thu thuế. Biến đất của dân thành đất công như luận điệu mà các tờ Tuổi Trẻ, tôi rất là thất vọng. Pháp luật thành phố Hồ Chí Minh vốn quen thói quỳ gối cúi đầu. Và Sài Gòn Giải Phóng đương nhiên là cái loa của thành ủy thành phố Hồ Chí Minh rêu rao trong những ngày qua. Các anh chị đọc Facebook của tôi đã từ lâu. Tôi có niềm tin rằng các anh chị là những con người có lương tri, biết trăn trở, biết đến đâu trước những phận người yếu thế. Hãy đọc đơn kêu cứu của người dân Lộc Hưng, tôi post kèm status này. Hãy chia sẻ nó. Mỗi lượt share là một cánh tay chìa ra cho người Lộc Hưng một điểm tựa để níu vào. Các anh chị và tôi có thể không phải là người ở khu đất Vườn Rau Lộc Hưng, nhưng chúng ta có sự liên quan với họ vì đã sinh ra là một con người đã được dạy dỗ không vô cảm trước nhân gian thế sự, không thờ ơ trước bất công và oan trái. Các anh chị và tôi không có quyền lợi gì ở Vườn Rau Lộc Hưng, nhưng chúng ta đã vì thế mà mất mát đi niềm tin vào lẽ công bình, vào một xã hội nhân bản, xã hội vì con người, lấy con người làm trung tâm của sự phát triển. Vì lẽ đó, tôi đã viết và hy vọng các anh chị sẽ share. Hãy share và đừng quên đòi hỏi các báo Tuổi Trẻ, Pháp Luật Thành phố Hồ Chí Minh hay Sài Gòn Giải Phóng phải có bài viết cải chính về nguồn gốc khu đất Vườn Rau Lộc Hưng. Bởi vì phản bội nhân dân thì trời không dung, đất không tha và lòng người nổi giận. Quý vị vừa nghe qua bài viết của Bạch Hoàng, cựu phóng viên kênh VTV 24, Đài truyền hình Việt Nam, qua phần trình bày của Ý Nhi ngày 17 tháng Giêng năm 2019. Xin chân thành cảm ơn quý thính giả đã ủng hộ và theo dõi. Cùng xin hẹn gặp lại quý vị vào bản tin lần tới. Thân ái kính chào quý vị và các bạn.